Sau khi giới thiệu 20 kích thước khuôn tròn trơn thì ngày hôm nay cơ sở tiếp tục giới thiệu tới tất cả các bác cũng như là các anh em làm chậu trên toàn quốc. Tiếp tục là bốn cỡ của chậu vuông trơn nhé. Và ngày nay có vuông 30 này, vuông 40, vuông 50 và vuông 60. Đây là vuông trơn và bốn cái cỡ này là bốn cỡ bắt buộc phải có khi mà anh em làm chậu băng nhã nhé. Và bây giờ tháo ra. Với những mẫu này thì tháo lắp nó rất đơn giản đó. Đó, với bộ này thì cơ sở làm liền luôn cả đáy như này. Đó, liền luôn cả đáy luôn. Khi tháo sẽ không mơ bia đáy nữa, bây giờ gõ. Gõ vào đây. Đó, gõ lên. Gõ bên này nữa này. Rồi, ok. Đây, thành phẩm đây. Vuông nhá. Với chậu này đúng vuông thế đúng nghĩa của nó luôn. Vuông 30 x 30 này. Ống đẹp này. Đó, đặc biệt là nó sẽ không có mơ vi những đoạn này. Chạy cả hai mảnh luôn. Cuốn thiết kế là đáy liền luôn thế này thì anh em sẽ không phải làm thêm cái công đoạn là tháo ốc bên dưới nhá. Đó, nó rút ngắn thời gian đi và nó sẽ bóng đẹp như này luôn. Rất là dễ ra rồi, ok. Kéo này này, đấy, rồi sau để yên, nhẹ này, à, như này này, nâng lên này kéo, à, kéo ra, đấy, rất dễ, biết cách làm nó nhẹ nhàng đơn giản, nó xem, từ nó nhẹ, vuông nhưng mà rất là nhẹ nhé, rồi tiếp đến vuông 60. Sau khi tháo xong sẽ đo lại kích thước nhé. À, bộ này là vuông rộng 30 này, vuông 30, cao 30 nhé. Bộ này to hơn là vuông 40 này, cao cũng 40, đúng kích thước chuẩn mà rất nhiều bác yêu cầu rồi. 30 nó sẽ là vuông 30 cả chiều cao vậy nhé. Sang bộ này là vuông 50, cao chậu 50, bộ này là vuông 60, đó, cạnh của nó sẽ là khoảng cạnh là 3 cm nhé, cao cũng cao 60. Rồi bên cạnh 20 cỡ chậu tròn trơn thì ngày hôm nay có thêm 4 cỡ chậu vuông nha. Từ 30, 40, 50, 60. Anh em nào có nhu cầu sử dụng cái mẫu vuông này để làm chậu trơn ở xưởng mình thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở theo số điện thoại ghi trên màn hình nhé. Hoặc là để lại bình luận ở ngay dưới video này.